Mai vàng tán lộc, chào anh em. Thì hôm nay mình quay một lô mai thú cho anh em xem tham khảo. Thì lô này mình cũng giao lưu cho anh em luôn, thì đó, mình quay cho anh em xem tham khảo. Thì lô này hoành eo của nó khoảng 25 đến 43 nha anh em. Thì lô này khoảng 170 gốc, thì chiều cao của nó khoảng 2,5 m, tán gan khoảng 2 m. Thì lô này đế đóng thì rất chi là điều lực nha anh em. Thì đó, anh em xem cũ đế không đó. Thì lô này mình xin báo giá công khai cho anh em luôn, lô này là 3,2 triệu giao lưu tại vườn luôn nha anh em. Đó, mình quay cho anh em xem tổng thể lô mai đế thú. Thì lô này mình bao đế cho anh em luôn nha, đế đóng rất chi là điều rất lực luôn. Anh quay đây cho anh em xem vài cây cho anh em tham khảo. Anh em nào muốn giao lưu thì cứ alo cho mình số điện thoại dưới đó, thì mình dẫn tới vườn xem. Thì mình cũng xin nhắc lại là giá mình báo giá công khai là 3,2 triệu giao lưu tại vườn đó. Để đóng rất chi là điều, tàn rất là điều nha anh em. Củ đế nở rất, anh em nhìn đế không, đế rất là điều nha anh em, đế rất chi là điều. Thì thân rất nhẹ, có trực có đó, anh em xem. Đây mình quay cho anh em xem cái dàn đế đó, anh em thấy không, củ đế rất chi là lực, tàn đế nơm không nha anh em. Thì cây này rồi nhỏ trồng cũng đã chỉnh sửa sắp đế rồi nha anh em cứ yên tâm đó. Thì mình quay cho anh em xem, rồi quay cho anh em xem một cái cây lắc nhẹ nha anh em. Này đế đóng rất chi là điều, cây này cũng chưa khai thác đế nha anh em. Thì anh em mua thì mình cũng bứng mua rồi bứng rồi khai thác thêm nha anh em. Thì giá mình báo là giá công khai tại vườn. Thì lịch đó anh em nhìn cái dàn tàn rất chi là điều đó. Đế đóng rất là lực, quay cho anh em thân lắc nhẹ, thân lắc lượng nha anh em. Thì thân lắc lượng nhẹ nha anh em, quay cho anh em xem. Đó, xem thân lắc lượng lượng đó. Đó, thân lắc lượng nha anh em. Ở cái này nó cũng lắc lắc, đế đóng rất là đều nha anh em. Đó. Thế đông rất chi riều. Này thú có đuôi luôn nha anh em. Rồi, mình xin chào anh em.